cảnh báo ngưỡng nhiệt độ có thể gây nguy hiểm cho cá koi. Đối với người chơi cá koi, ngoài cung cấp nguồn thức ăn dinh dưỡng cho cá, nhiệt độ nước và môi trường sống của cá cũng phải phù hợp để đảm bảo cho koi luôn khỏe mạnh và phát triển. Vì thế áp dụng câu nói phòng bệnh hơn chữa bệnh khi nuôi cá koi sẽ cắt giảm được khá nhiều chi phí và công sức. Để giúp đàn cá koi luôn khỏe mạnh, bạn cần giữ nhiệt độ nước luôn trong khoảng 20 đến 27 độ C, lý tưởng nhất là ở 25 độ C. Ở nhiệt độ này, hệ miễn dịch cũng như quá trình chuyển hóa trong cơ thể của cá được tốt nhất, nhờ vậy cá luôn khỏe mạnh, phòng tránh được bệnh tật. Ngoài ra nhiệt độ này cũng giúp màu sắc cá được tươi và rực rỡ hơn. Cá koi là một loài không giỏi chịu lạnh, khi nhiệt độ xuống dưới 19 độ C, hoặc tệ nhất là dưới 12 độ C thì miễn dịch của cá dễ suy yếu do lúc này cơ thể cá không đủ khả năng để sản xuất ra kháng thể. Do vậy, đây là thời điểm cá dễ mắc bệnh nhất nếu người nuôi không có cách chăm sóc cá koi mùa lạnh đúng cách. Vì thế vào mùa đông, người chơi koi có thể sử dụng các biện pháp bảo vệ đàn cá như đặt cây sưởi, giảm số lần ăn theo nhiệt độ của nước, cho ăn vào buổi ấm nhất trong ngày. Ngược lại, khi nhiệt độ nước vượt quá 30 độ C, thậm chí có những ngày nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng trên 40 độ C, nồng độ oxy trong hồ cá giảm mạnh, nghiêm trọng hơn nếu bạn nuôi cá với mật độ quá dày. Những chú cá koi có thể bị mệt mỏi và ốm yếu vì tiết trời nóng bức. Cá thiếu oxy thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp gọi là hiện tượng cá nổi đầu. Đầu cá nổi lên mặt nước để thở, phân thân và đuôi chìm dưới mặt nước. Cá lười ăn, thiếu sức sống. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời cá sẽ dễ bị chết. Để ngăn chặn điều này xảy ra, hãy trang bị cho hồ koi máy sục khí oxy đảm bảo công suất cho cá ăn không quá 2 lần một ngày. Hy vọng với những biện pháp trên, bạn có thể chăm sóc cho đàn cá koi của riêng mình luôn khỏe mạnh và lên màu rực rỡ vào bất cứ thời tiết nào.